Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Thủy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin ngày hôm nay. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, hữu ích nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau trận mưa lũ lịch sử tại Hàn Quốc làm gần 10 người thiệt mạng, nhiều người còn chưa hết bàng hoàng thì mới đây tại một tỉnh miền Tây Trung Quốc tiếp tục xảy ra hiện tượng mưa lớn và lũ quét khiến ít nhất 22 người tử vong và gần 40 người mất tích. Mặc dù đã được cảnh báo về sự nguy hiểm từ lũ quét, tuy nhiên người dân tại đây vẫn không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của nó. Thảm họa lũ quét tại Thanh Hải Trung Quốc, theo AP và đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết, mưa lớn và lũ quét xảy ra trong đêm ở Đại Đồng, Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 6.200 người tại 7 ngôi làng, ít nhất 22 người tử vong và hơn 40 người mất tích, trong đó 5 người mất tích được tìm thấy. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Các nhà chức trách cho biết trận lũ quét ở Thanh Hải là kiểu lũ ống, lũ quét. Những dòng lũ này thường là kết quả của các trận mưa lớn ở các khu vực miền núi, nước chảy xuống núi biến dòng suối trở thành những con sông hung hãn khiến con người khó cảnh giác. Thông tin cho biết trận mưa dông xảy ra bất ngờ tối hôm qua đã gây ra vụ sạt lở đất, làm thay đổi dòng chảy của một con sông và gây ra lũ quét tại tỉnh trên. Một đoạn video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy những con đường ngập trong bùn, cây bật gốc, nhà cửa bị hư hại và nhân viên cứu hộ mang theo xẻng. Một trụ sở cứu hộ đã được thành lập để tổ chức ứng phó khẩn cấp. Theo thông tư từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc CCTV cho biết, hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương. Một trụ sở cứu hộ đã được lập ra ở khu vực xảy ra lũ quét để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc vừa rồi đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với công tác phòng chống lũ lụt do mưa lớn được dự báo sẽ trút xuống các khu vực ở miền Bắc nước này. Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Biện pháp ứng phó khẩn cấp được áp dụng cho những khu vực như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Thiểm Tây và Cam Túc. Theo dự báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở một số địa phương trong tuần này. Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc hối thúc các địa phương nêu trên tăng cường các biện pháp giám sát và cảnh báo sớm, đồng thời tiến hành những hoạt động chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc hôm vừa rồi đã đề ra kế hoạch kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nhằm tránh gây thương vong trong bối cảnh dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực ở Tây Bắc, Nội Mông, miền Bắc và Đông Bắc nước này vào tuần tới, trong khi hạn hán do nắng nóng dự báo tiếp tục xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử. Hai cơ quan trên yêu cầu giới chức địa phương ban bố cảnh báo sớm đối với các nhóm khách du lịch, người lao động và phương tiện đi lại, đồng thời siết chặt quy định đối với các điểm du lịch khu vực nguy hiểm, công trường xây dựng, các đoạn đường bị ngập nước. Hồi đầu tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quan chức ở tỉnh Liêu Ninh đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong việc kiểm soát lũ lụt. Trận mưa lớn bất ngờ xảy ra trong thời điểm nắng nóng mùa hè ở Trung Quốc đang lên tới đỉnh điểm. Nhiều tỉnh ghi nhận tình trạng nắng nóng khủng khiếp. Các nhà khoa học cho biết hiện tượng thời tiết bất thường trở nên thường xuyên hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Còn nhớ trước đó tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 14 người tử vong, 21 người khác mất tích sau những trận mưa xối xả gây ra lũ quét. Ngoài ra, hơn 1.400 người khác phải sơ tán. Trong khi đó, tại thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc, truyền thông ghi nhận 12 người tử vong và 3.800 người phải sơ tán. Lượng mưa trong hơn một ngày đạt 109,9mm ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, gần gấp đôi lượng mưa trung bình được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên là do biến đổi khí hậu. Không khí ấm hơn có thể tích trữ nhiều nước và tạo thành các đám mây to hơn. Vai trò của các con đập đối với vấn đề được đánh giá là phức tạp. Hoạt động của gần 20 đập lớn bao gồm đập Tam Hiệp khiến mực nước giảm vào mùa đông và mùa xuân nhưng lại tăng lên trong thời kỳ khí hậu ấm hơn. Cách đây hơn 2 năm, một số chuyên gia Trung Quốc tuyên bố nếu không có hồ chứa của Tam Hiệp, tình hình lũ lụt có thể tồi tệ hơn. Tổng cộng, Tam Hiệp giúp trữ khoảng 180 tỷ mét khối nước. Tuy nhiên, hàng năm con đập này không những không ngăn cản được lũ mà còn đe dọa vỡ đập, có nguy cơ gây thiệt hại cực lớn. Mùa hè khắc nghiệt bất thường ở Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, trái ngược với tình hình mưa lũ ở khu vực miền Tây thì ở miền Đông Trung Quốc, người dân đang phải vật lộn với hạn hán khắc nghiệt, thiếu nước trầm trọng. Tính đến hôm thứ Hai, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài hơn 2 tháng. Đây là đợt nắng nóng dài nhất hơn 6 thập kỷ. Trong nhiều năm,
các nhà khoa học đã cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ khiến hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn. Và quả thật hiện nay giống như nhiều nơi khác trên thế giới, Trung Quốc đang quay cuồng với tác động của nó. Trung Quốc phải đối mặt với một loạt những thảm họa do mưa lũ trong mùa hè này, cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo truyền thông nước này, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan cách đây 60 năm. Bộ Tài nguyên nước cho biết trong một thông báo hôm vừa qua rằng hạn hán trên toàn lưu vực sông Dương Tử ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh nước uống của người dân nông thôn và gia súc cũng như sự phát triển của cây trồng. Dương Tử chỉ là một trong nhiều sông và hồ trên bán cầu Bắc đang khô cạn và co lại do nhiệt độ không ngừng tăng và lượng mưa thấp. Hôm vừa rồi, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trở thành tỉnh mới nhất thông báo rằng họ sẽ tạo ra các đám mây gây ra mưa bằng cách sử dụng các thanh iốt bạc để tạo ra mưa. Ít nhất 4,5 triệu người Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ tháng trước. Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc cho biết 160.000 người ở đó gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước uống và gần 400.000 hecta cây trồng bị thiệt hại vì nhiệt độ cao và hạn hán. Cơ quan khí tượng cho biết Trung Quốc ban hành cảnh báo nắng nóng cao nhất cho ít nhất 140 thành phố và quận trên khắp đất nước vào hôm vừa qua và gần 380 thành phố khác được đặt trong tình trạng báo động màu da cam. Đợt nắng nóng cũng ghi nhận số lượng lớn nhất các quận và thành phố vượt quá nền nhiệt 40 độ, khoảng 104 độ F. Nhiệt độ cao liên tục được dự báo sẽ tiếp tục ở lưu vực Tứ Xuyên và các khu vực rộng lớn ở miền Trung Trung Quốc cho đến cuối tháng này. Tại An Huy, miền Đông Trung Quốc, một trong những tỉnh sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất của Trung Quốc và nơi đã chứng kiến các con sông chính khô cạn do nắng nóng dai dẳng, nước tưới tiêu phục vụ nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt hàng ngày đang thiếu trầm trọng. Một dân làng tại huyện Thanh Dương của tỉnh An Huy chia sẻ, lúa trên cánh đồng giờ đã khô hết. Tại thị trấn Hà Canh ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, hơn 1.000 cư dân của hai ngôi làng cảnh báo tình trạng thiếu nước. Quan cứu hỏa địa phương đã sử dụng các bồn chứa nước của xe cứu hỏa để cung cấp nước cho dân làng. Một đợt hạn hán nghiêm trọng kể từ giữa tháng trước đến nay cũng ảnh hưởng đến hơn 1,5 triệu người ở tỉnh Giang Tây, Đông Nam Trung Quốc. Bài toán về ngăn lũ quét và hạn hán không phải là mới, nhưng để giải quyết được nó thì không phải là một sớm một chiều. Hy vọng rằng những chiến dịch phòng chống biến đổi khí hậu sẽ được ảnh hưởng tích cực, nếu không sẽ còn nhiều người dân vô tội phải chịu cảnh mất nhà cửa, mất người thân do ảnh hưởng của thiên tai. Vâng, thưa quý vị, bất chấp hậu quả về môi trường và xã hội vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ dừng theo đuổi tham vọng xây dựng siêu đập thủy điện. Những trận lũ lụt khủng khiếp vừa rồi đã xảy ra là hạn hán đang tiếp diễn, khiến người ta hoài nghi và đặt dấu hỏi về cái giá phải trả cho tham vọng thay đổi thiên nhiên của Trung Quốc. Thưa quý vị, gần đây hàng chục nghìn con chim sẻ đậu khắp mặt đất tại ngã tư của một ngôi làng ở Lệ Dương, Giang Tây, ngăn mọi người đi qua. Sự việc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hiếu kỳ. Họ bình luận, dị tượng hiếm thấy của năm nay sẽ có đại sự, sẽ không xảy ra động đất lớn ở đây chứ. Năm đó, Đường Sơn động đất thì lũ chim sẻ cũng điên loạn như vậy. Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã hoành hành suốt nhiều năm qua. Nhiều điều dị thường xuất hiện khắp Trung Quốc đại lục. Như trước đó, nhiều thành thị xuất hiện, quang cảnh khủng khiếp, quạ bay đầy trời. Vào giữa tháng trước, một cư dân mạng đã đăng một đoạn video ngắn trên Twitter kèm theo lời bình luận: đêm qua, một tia sét ở Vũ Hán đã rạch ngang bầu trời đêm, cảnh tượng chưa từng có. Trước đó một ngày, Long Môn trên khắp Tân Nhai Khẩu ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đột nhiên ngã đổ về phía Tây. Cùng ngày đó, có hiện tượng năm mặt trời cùng lúc xuất hiện ở Đạt Mâu. Thành phố Bao Đầu, Tứ Tượng, Vượng Kỳ, Ô Lan Sát Bố, Minh Tích, Lam, Quách hoặc Lê Minh và những nơi khác kỳ quan như vậy trong lịch sử là phi thường hiếm thấy. Liệu đây có phải là điểm báo cho một đại sự sắp xảy ra ở Trung Quốc? Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, xin mời quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên bản tin 24 giờ. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.